chủ tịch tập đoàn ngàn tỷ bị hại chết ở kiếp trước được trở về quá khứ báo thủ ở thời đại mà trời đất thay đổi tất cả người có hình xăm đều trở lên mạnh mẽ như thần vì vậy anh ta bán cả gia sản xăm hình kín người rồng đen vai trái hổ trắng vai phải kỳ lân trên ngực lưng khắc ma vương đùi trái na cha đùi phải tề thiên lại có là hầu vương xăm ở bụng cùng lắng nghe hành trình trả thù của vị chủ tịch phần 106, 107, 108, chương 23, con vật này tự sát à trong vòng chưa đầy một phút Liễu Trường đã được Lâm Thần tha cho, trở lại như một tia cầu vòng bay từ xa, trực tiếp vào khu trú ẩn và hét to. Chúng ta bị tấn công, đại đội trưởng Trương Phong đã bị đối thủ giết hại, cấp cứu. Anh ta hạ cánh xuống quảng trường và sau khi hét lớn như vậy, hình xăm siêu vân của anh ta đã hoàn toàn cháy sạch, cả người anh trở thành người thường. Anh rể, anh rể, anh rể. Ngay sau tiếng hét của anh ta, một vài hình bóng đã kéo đến. Kẻ nào đã làm điều này? Người đầu tiên đến là Bạch Nhạn, anh ta đã đạt cấp độ 7 của hành phong quỷ và mới ra khỏi tu luyện nhìn vào người anh em chạy trở lại để báo tin với hình xăm siêu vân cũng bốc cháy ánh mắt anh ta tràn đầy ý muốn giết chết vô tận các ngươi dám đụng vào chúng ta có chắc sống được không chu tước suzaku với chiếc mặt nạ đã xuất hiện tại đây giọng nói của cô ta âm u kỳ lạ chết tiệt anh biết ai đã làm điều này không trương phong còn sống chứ ngôi nhuệ tiếp theo khuôn mặt của anh ta u ám ánh mắt tràn đầy ý muốn giết người cùng lúc đó còn nhiều thành viên khác của quỷ hội chạy ra từ trong căn cứ không ai không tỏ ra hùng hổ tôi không biết họ là ai tại phía trên lạc giang anh em còn lại đều chết hết ông chủ ở đâu hãy nhanh đi cứu trưởng đội trương phong anh ta bị nhóm người kia đè bẹp có thể còn ở đó hãy nhanh đi cứu trưởng đội chắc chắn sẽ làm cho chúng ta tan tành nát xác giết cả gia đình của chúng liễu trường nói trong nước mắt và khóc thảm thiết họ đều là anh em đã trải qua sinh tử cùng nhau nhìn thấy họ từng người một bị hạ gục anh ta không thể kiềm chế được nữa ở một vùng đất tối tăm ngoài quảng trường một người mặc áo choàng đen xuất hiện các bạn đang nghe chuyện tại anime.review47 đồ chó con không cần phải ông chủ ra tay tôi sẽ đi chém chúng dầm sau khi nói xong tây vệ không thể ngừng nổi sự tức giận và bay lên trời tôi cũng đi chu tước nói xong lần theo tây vệ và biến mất trong chớp mắt người mặc áo choàng đen ở trong nắng cũng theo đuổi trước khi cố lão đại đi vào thời gian tu luyện anh ta đã nhắc nhở rằng nếu có bất chắc gì xảy ra hãy ra tay cuối cùng là ai dám đụng đến liên minh ma của chúng ta chúng thật là điên rồ họ tìm cái chết các thành viên của quỷ hội trên quảng trường đều tràn đầy ý muốn giết người nguyên quản trương có chuyện gì xảy ra vậy lúc này trương lệ đi tới và hơi ngạc nhiên hỏi có bọn rác rưởi không biết lượng sức tấn công thành viên của hội quỷ ta trương hổ mặt u ám giúp lữ trường đứng dậy và nói hãy chuẩn bị cho mộng lan có thể sẽ có trận chiến máu lửa đối thủ dám táo tợn tấn công chúng ta sức mạnh của chúng chắc chắn không thể xem nhẹ anh ta biết rằng ông chủ đang trong thời gian đóng cửa và anh cũng biết rằng ông chủ đang tiến hóa siêu văn không thể ra ngoài được trương lệ gật đầu nghiêm túc sau đó quay lưng rời đi mọi người tản ra đám chuột đó rồi cũng thò mặt ra không thể trốn mãi mãi trương hổ nói với mọi người ở ngoài sau đó giúp liễu trường người đang còn khóc rời đi tiểu đoàn đoàn rời khỏi quảng trường và đến cửa phòng tu luyện của cố trường thanh gầm lên các bạn đang nghe chuyện tại anime chấm 47 view một tiếng rên rỉ đau đớn có thể nghe rõ mờ mịt từ bên trong cánh cửa có hiệu ứng cách âm tốt như vậy vẫn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của ông chủ anh ta đang trải qua điều gì vậy tiểu đoàn đoàn cảm thấy lo lắng và truyền giọng qua thiết bị truyền âm ông chủ có một siêu văn bí ẩn tấn công đội của đội trưởng Triệu Phong. Đội gồm 10 người, đại đội trưởng Triệu Phong bị đàn áp, chỉ có một người trốn thoát, những người khác đều chết. Hự hự, họ đã không chạy được à? Tiểu Đoàn Đoàn nghe thoáng qua có tiếng rên rỉ của rồng hổ, anh ta đang rất đau đớn, toàn thân đỏ ửng, mắt đỏ như đang nứt ra. Tây vệ và Chu Tước đang đi cứu người. Sau khi cứu người, hãy tìm ra những người đó cho ta, ta sẽ giết sạch cả gia đình của chúng. Trong tình trạng đau đớn vô tận, Trường Thanh nghe thấy có người dám giết thành viên quỷ hội của mình, sự tức giận của anh đạt tới đỉnh điểm. Ông chủ, anh có sao không? Tiểu Đoàn Đoàn quan tâm hỏi. Ta không thể chết được đâu, hãy đi đi. Cố Trường Thanh không muốn ai nghe thấy tiếng rên rỉ tức tuổi của mình. Sau lần này, anh sẽ trở nên vô địch hơn. Dấu hiệu màu xám trong lòng bàn tay cũng phát triển với những khả năng kỳ quái từ siêu văn. Sau khi đạt được sự hóa thân mới, anh sẽ là một người mới. Vâng ạ, à, em đi đây. Tiểu Đoàn Đoàn nhanh chóng quay lưng ra đi. Đợi, đợi đã, Trường Thanh bất ngờ gọi lại cô. Có chuyện gì vậy? Trong khoảnh khắc cô quay lưng cánh cửa của phòng kín đột nhiên mở ra khi tiểu đoàn đoàn nhìn thấy ông chủ hiện tại toàn thân anh ta không mặc quần áo da đỏ ửng mắt dạn nứt đầy cô bị kinh hãi tim cô co lại trường thanh không nói gì anh ta chịu đựng đau đớn trong cơ thể và tâm trí trực tiếp kích hoạt siêu văn quái thú cấp 7 trong tri thức của mình và bằng một cú đánh anh ta đi vào tâm trí của tiểu đoàn đoàn các bạn đang nghe chuyện tại anime review 47 được rồi lập tức tiểu đoàn đoàn rung lên toàn thân tri thức mở ra năng lượng tinh thần mạnh mẽ và điên cuồng xâm nhập cả xương cốt, tế bào, máu tươi và các cơ quan trong cơ thể đều được làm mới trong một khoảnh khắc, tại vị trí ở ngực, một dấu hiệu kỳ quái hiện ra. Đây là siêu văn mà Cố Trường Thanh đã luyện hóa, việc hòa nhập kích hoạt không gây đau đớn, mà thậm chí còn rất thoải mái và bồng bình. Phòng trường hợp khẩn cấp, em cũng đi xem thử. Cố Trường Thanh nói xong, hét lớn và đóng cánh cửa. Dấu hiệu kỳ quái không chỉ có khả năng hấp thụ siêu văn của người khác mà còn có thể hòa trộn siêu văn đã hấp thụ và truyền cho người khác. Thật là vô cùng phi thường. Siêu văn quái vật này không có tác dụng gì đối với anh ta thay vì để nó như một vật trang trí, thà trao cho tiểu đoàn, tăng thêm một phần sức mạnh mạnh mẽ cho quỷ hội, thật là một tuyệt kỹ tuyệt vời. Tiểu đoàn đoàn cảm nhận được sức mạnh siêu văn đang biến đổi và hoành hành trong cơ thể mình. Trên khuôn mặt hình tròn đáng yêu, tràn đầy cảm xúc kinh ngạc và hồi hộp, một hình xăm kỳ dị xuất hiện, phủ lên cơ thể khảm khái của cô, tạo nên một đường nét hoàn hảo màu hồng thanh tú. Đây chính là sức mạnh của siêu văn à? Ông chủ, cảm ơn anh. Cô cảm động không thể tả, sâu sắc kính phục ông chủ, cúi sâu ba cái chào, trong phòng đóng cửa nhanh đi tiếng nói khàn khàn của cố trường thanh vang lên vâng ông chủ tôi sẽ đuổi theo họ ngay lập tức tiểu đoàn đoàn đáp lại mặc áo giáp siêu văn và đi xuống tầng trệt cách đó vài phút đó là lâm thần còn những kẻ khác là ai đám xúc sinh đồ chết tiệt dám tấn công quỷ hội tại tòa nhà cao nhất của kinh đô các nguyên lão cảm nhận được biến động từ vệ tinh vương nhiệm là người đầu tiên đến nó khi nhìn thấy hình ảnh chiếu phát từ vệ tinh đôi mắt anh mở to trong đó chính là cảnh lâm thần hùng hổ đập tan siêu giáp của triệu phong cảnh họ nói chuyện với nhau Lâm Thần, đồ đáng chết, ngươi tự tìm đường bị hủy diệt à? Các bạn đang nghe chuyện tại anime chấm review 47. Bộ trưởng Vương Nhiệm không kiềm được sự tức giận. Toàn bộ gia tộc Lâm gia sẽ bị diệt vong vì ngươi đi. Chuyện gì vậy? Lúc này, Hoàng Mạnh Quốc và Long Chiến Quốc vào trong, nghe thấy cơn giận dữ của Vương Nhiệm, họ tỏ ra ngạc nhiên và hỏi: "Các ông hãy tự mình đến xem." Vương Nhiệm cắn răng nghiến lợi. hừm. họ tiến lại gần và quan sát. Chết tiệt. Khi nhìn thấy cảnh trong hình chiếu, cả hai đồng loạt gào lên, đồ xúc sinh này, tự hủy hà. Các bạn đang được xem những thước phim được Việt hóa sớm nhất và đầu tiên với chất lượng bản dịch tốt nhất hiện nay. Chân thành cảm ơn những anh em đã donate để admin có thể tiếp tục ra thêm clip mới. Mời anh em donate tại cổng donate đã được ghim đầu trang. Xin cảm ơn rất nhiều.